Vâng, chào bác nhá, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì em sẽ thành kính cho bác anh em một cái mẫu mic rất quen thuộc các bác anh em, mẫu mic Beyer A858, tay kim loại các bác nhá, tay của đen rất đẹp. Rồi, mở luôn côn mic cho anh em xem luôn. Rồi, các bác xem côn mic này. Côn này nó là côn liền các bác nhá, không phải côn rời ấy. Mở cho bác anh em xem cái dòng côn 8 lỗ này luôn. Tiếng của em này thì bắt rất nhẹ nhàng quá. Rất nhiều video em đã test tiếng và đã mở hẳn cái mạch bên trong cho anh em xem. Đây, hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các anh em. Con này thì mở pin ra để cho các anh em biết luôn, nó sử dụng pin 2A quá, pin con thỏ bình thường. Có tai rời để bắt tủ sự kiện nếu như anh em có nhu cầu. Hai cái tai rời đây. Tai thì tai nhựa thôi, nó không phải tai sắt. Em chia sẻ luôn cho anh em như thế. Cái này thì nếu mà anh em về có muốn bắt chắc hơn thì anh em có thể mua ở tiệm cơ khí người ta làm cho cũng được để chắc chắn hơn. Còn nếu như mà có giá đỡ xuống thì cái tai này bắt nó không bị vấn đề gì đâu. Hai cái tai ở hai bên, tay kim loại nhá, đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn, những dây 6 ly hay là chống năn, nguồn tăng phô, nguồn biến áp vuông ấy, chạy rất là ổn định cho ba anh em. Các bác làm sâu sự kiện vừa và nhỏ đều được, hoặc anh em nắp vào những cái dàn nó kẹo kéo chơi thuê sử dụng gia đình cũng rất là hợp lý, giá rất rẻ các bạn. Con này thì có tự ngắt và có thể tắt mở tự ngắt luôn nhá. Tắt mở tự ngắt thì anh em có thể bấm tắt giữ, vẫn là cái hai phương thức để mà các anh em có thể biết được là có thể tắt mở như nào. Một là bấm giữ, đấy, bấm giữ mà nó tự tắt đi, tự mở lên đấy. Nó hiển thị chữ on ở, hoặc là chữ off à, chữ, các bác nhìn chữ off này là tắt chế độ tự ngắt rồi đúng không? Còn nếu mà nó chữ on thì nó sẽ là mở chứ không tự ngắt. Còn có những con mic khác thì nó sẽ có thao tác khác, nó bấm nhanh 3 lần nhỉ? Nhanh 3 lần, nhanh 2 lần hay là 5 lần gì đấy, có rất nhiều các kiểu khác nhau. Như em này thì bấm và giữ nhá. Đấy, quay cho anh em luôn, hai dâu dài này, đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn rồi. Và báo giá luôn cho anh em, em thanh lý luôn cho anh em giá máy luôn, đó là 1.300.000 đồng một bộ Beyer A858. Đấy, các bác anh em không thể kiếm đâu giá rẻ hơn đâu, em khẳng định các anh em như thế. Đôi khi anh em mua với số lượng đầu thùng cũng không được giá này đâu, chia sẻ luôn với anh em luôn. Và hàng mới luôn cho anh em nhé, vẫn bảo hành 12 tháng bình thường, một trong vòng 60 ngày cho anh em. Và anh em đặt hàng về thì em sẽ gửi hàng, các bác nhận kiểm tra đúng hàng thì bác thanh toán. Và anh em có nhu cầu thì hãy gọi điện trực tiếp qua số điện thoại ngay dưới phần video nhé. Và đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh phía bên dưới.